Sounds Addicts Crew. Vâng, mình chào quý anh chị và các bạn. Thì hiện tại là bên em đang trên đường bàn giao dàn loa PN2000 về cho anh Bảo ở Châu Thành, Tây Ninh nha mọi người. Thì hiện tại là bên em cũng sắp tới nhà anh rồi. Và đường vào nhà anh thì đang làm đường nha mọi người. Cho nên là bên em sẽ cố gắng chạy chậm một xíu, tại vì đường đang đổ đá cho nên chạy hơi chậm. Vâng, và sau một quá trình chạy trên đường đá thì bây giờ đã vào tới nhà của anh rồi nha mọi người. Và chiếc loa này thì nó nặng tầm 100kg hoặc là hơn 100kg một chút nha mọi người. Thì bây giờ là bên em thử hai người xem, nhưng mà rất là nặng. Cái này cần 4 người với khanh nó nhẹ nhàng được nha mọi người. Rồi, và bây giờ là bên em sẽ tiến hành vào nhà và anh chị dùng tai nghe để cảm nhận chất âm nha mọi người. Đời làm cha cần mà vui.
Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.